chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog. Và hôm nay mình sẽ quay cho mọi người các bạn và cho mọi người các bạn đến với series mới. Bởi vì tôi vừa sáng chế ra thuốc chúng ta cho mình thuốc. Đây là một chuyên mục. Chúng ta đã có cách khiến cho ông trục trôn hiện hình trở lại. Chuyên mục mới cầm cái bình này mới để mình có thể đi đâu đó khắp nơi. Có khi ở thành phố Cần Thơ mình để mà cho mình thôi và mình cũng sẽ ngày sẽ đăng những cái lúc mình đi mình cũng sẽ quay về những cái du lịch và sẽ đăng vào cái dịp đó về một ngày sau dịp đó. Còn bây giờ thì rước vô và bây giờ thì mình và phơi số ngày hôm nay mình hay thì mình sẽ tới với vườn hoa xanh nhé. Và cuối cùng đi đây giờ sau mỗi lần mình đi mệt mỏi vậy này thì mình cuối cùng cũng đã đến rồi. Còn bây giờ để mình gỡ nón với đi khẩu trang, gỡ khẩu trang xuống đã. Và bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn xem cái chỗ bên trong của nó như nào nha. Đây đây, không gian của nó là sẽ như này. Này, rất chi là đông này. Rất đông người đã tới đây và chụp hình các kiểu. Có khi quay vlog của mình giống như mình đó. Nhưng đúng rồi đó. Đó, cho nên mà hỏi sao cái vườn hoa này nó đông người như thế này. Dạ, có hoa trồng ở đây. À. Giờ mình sẽ đi vô nha các bạn. Đi theo mình. Giờ đây chính là cái vườn hoa mà mình đang nói. Ở về ở đây cũng cực kỳ nghiêm khắc và cũng không cho chụp quay video cho nên mình chỉ quay có giới hạn thôi. Những cái cảnh như vậy mình sẽ tạm dừng. Vậy mình sẽ tạm dừng nha. Và mình cũng nói là bảo vệ ở đây rất nghiêm khắc. Người ta cũng thường xuyên đuổi trong những lúc mà người ta quay video hay là chụp hình như mình. Cho nên giờ mình sẽ quay rất ít. Những cảnh như vậy mà thấy bao giờ thì mình sẽ tắt camera liền. Còn bây giờ mời vào đây nha. Đó, như các bạn cũng hay nói hay là mai mình đang chụp hình rồi. Bông ở đây đều là rồi, mấy bông ở đây điều là do người ta trồng thôi. Thực ra người ta mua hoa ở ngoài người ta cũng chụp và thậm chí người ta cũng có thể quay mấy cái chân đèn này các bạn. À, thấy không, thực ra nó là bong bóng thôi chứ nó không phải, nó cũng là cái máy bay. À mà khoan, bong bóng mới đúng đó. Quá trời thấy hoa luôn, xung quanh là những người đang chụp hình với hoa các kiểu. Đôi lúc thì bảo vệ ở đây cũng, đôi lúc thì bảo vệ ở đây cũng đuổi đi xua đuổi cái kiểu kiểu giống như là người ta không cho vô hết vậy. Giờ đó các bạn cũng có thể quay được tất cả những cái cảnh mà ở đây này các bạn, cảnh rất nhà nhiều, nó rất nhiều luôn. Rồi đây giờ giờ thì chúng ta cũng có thể chụp hình với hoa nhưng chỉ chụp hạn chế. Nhưng bởi vì nếu mà chụp khá nhiều thì chắc chắn sẽ có một cái cách xảy ra. Các bạn cũng biết rồi đó. Và những cái cảnh ở đây mình cũng thấy đó là những cái cảnh rất là nhiều. Và những cảnh view ở đây thì mình cũng có thể nói bây giờ những cảnh rất khá đẹp. Giờ bây giờ chúng ta sẽ nghe lời chia sẻ từ cái người đi theo mình. À mày dẹp đi. Đi. Bây giờ thì mà hãy nghe chia sẻ từ cái người mà vừa đi theo mình nha. Thì nói chung là khá nhiều. Nó lại, bấm quay. Nó lại. Ở đây khá nhiều cây mắc cỏ cho nên là đi nó sẽ cắn vô cái chân của bạn cho nên rất là đau. Vâng, xin cho một chia sẻ từ cái người đi theo mình. Và các bạn cũng có thể biết rồi đó. Những cái hoa này có mấy cái cỏ đó là nhọn cho nên khi đến đây các bạn cũng chú ý. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quay những cái quay này nha. Đây. Cánh bông rồi các kiểu. Đây là những cái hoa cánh bông. Là những cái hoa khi người ta ở nơi đây. Vậy đây là cái loại cây mắc cỡ gì nhá. Ở đây á. Rất chi là mắc cỡ và rất cao. Cao. Những cái loại mà mắc cỡ thì mình cũng có thể nói. Nói, đây là chỗ hoa hoa đó. Vậy bạn thích tên đi hái đây không? Đó chỉ là đất thôi chứ người ta cũng có thể trồng lên đó. Đây là cái cảnh mà người ta trồng lên đó các bạn. Bạn. Và mình cũng có thể nói chỗ hoa bao nhiêu thì chỗ đấy cũng là mấy này như thế thôi.
mà những cái bông hoa ở đây khi mà chụp nó sẽ rất là đẹp. Và cũng có thể nói bông hoa cũng khá đẹp nữa. Mà biết vậy thì yêu luôn cho rồi, làm chi nữa. Nhiều nhà anh hai quay gì không, quay em đi. Anh đang quay tầng cảnh. À, quay em. Đó, các bạn cũng thấy rồi đó. Những cái cánh vừa ta đuổi ra ngoài là thường xuyên, duy nhất có một lần. Và cái lúc mà người ta thấy vô đông quá cho nên người ta cũng đuổi ra khá rất là nhiều. Cho nên cái clip này bị hạn chế khá nhiều. Khi mà người ta muốn chụp hình quay phim ở đây thì cũng rất chi là hạn chế. Đó. 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 Bây giờ các bạn cũng có thể thấy. Đây. Và cái con đường này mới là ngứa chân nhất nè. Khi mà ai mà muốn đi vô đường này cũng rất khó khăn. Phải trải qua những gì trong gai mới có thể đi đường này. Vì ở đây có mấy cái cây cỏ rồi là gai lắm đó các bạn. Bạn cũng có thể biết đó. Và cái chỗ này, và ngay từ đầu mình chưa nói là cái khu vực vườn hoa này là cái chỗ này cũng là một phần của Stella Mega City. Phần của Stella Mega City thì cho nên tất cả các bạn ai cũng có thể tới đây. Nhưng cái khu vực này cần với các bạn mà ở ngay từ quận Ninh Kiều, thì các bạn cũng có thể tới đây bằng xe, bị taxi mới có thể tới đây được. Nhưng cũng có gặp một chút khó khăn về chuyện bị đi đó. Còn nếu các bạn mà ở nội ô Bình Thủy thì ô khu vực Stella Mega City thì chắc chắn mình nghĩ các bạn cũng có thể đi được. Vâng, có điều kiện đó chính là đừng để cho bọn phải thấy mình. Thật ra là có những chỗ mà không cho quay clip các kiểu, cho nên không hiểu, cho nên con cũng hơi buồn. Cho nên các bạn phải nhớ là khi đi đâu mãi mãi cũng hướng thông cảm. Đăng ký, nhấn cho mình một subscribe, một like và một đăng ký. Ê dẹp đi. Thà các bạn cũng có thể nói rồi đó. Nếu mà đó. Đó. Nếu mà ở đây đó. Không phải chỗ nào là người ta muốn cho quay clip hay là chụp hình được. Nhưng cũng phải cho sự đồng ý của người ta. Và tất cả là vậy. Vâng, và bây giờ đến đây là kết thúc video rồi. Nếu các bạn có thể biết và nếu các bạn thích thì hãy nhấn like, share và subscribe. Để sắp tới mình có thể quay video hơn nữa. Còn bây giờ thì trước khi video với rồi dài mấy chục phút này thì chúng ta sẽ thì mình sẽ cho các bạn còn thời gian chút thời gian còn lại của video để mình cho các bạn xem tiếp toàn cảnh ở đây nha. Còn bây giờ thì see you again và hẹn gặp lại trong những clip khác nha.
Có mấy cái chuyện dâm ba thị phi, tham ô tụi mày bán hàng, thu mua tiền nóng tiền.